Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài me mà có thể nhập ai cũng thể nhập được hay không. Tôi sẽ nói cho các bạn biết và me và quỷ có thể nhập ai cũng được hay không. Ma và quỷ, người thì yếu dí thì có thể là dẫn đến tình trạng sẽ nhập nhiều hơn. Người mà bóng dí rất là cao thì người ta không vô được thì ma có thể là hại đến người xung quanh chúng ta, những người thân, người xung quanh, con cái hoặc là người xung quanh của người mà nếu mà chống đối thì chống đối mẹ thể nhập không được người dứa nặng cho mà có thể hoại phá trong gia đình của người đó. Mà cái người mà bóng vía mà yếu thường hay bị hơn. Những người bóng vía yếu đó thường hay nhát và thẳng, dẫn đến nhát và yếu vía dẫn đến là ma thể nhập vào trong thân thể con người. Cho nên cái người mà yếu vía thường hay sợ hãi. Nói về cái vấn đề là ma quỷ, nói tới đó là ví dụ đi đâu á, đi những đường vắng vẻ tối thui tối thích, những người yếu dí thường rất là sợ hãi và sợ gặp ma. Và những người đó thì ma có thể nhập đến lừa cơ hội đó mà nhập đến những người yếu dí và đi theo. Còn những người mà mình nặng dí thường không sợ gì, không sợ ma quỷ gì thì ma nó không nhập được, nhưng mà nó có thể là nó theo và hại phá trong gia đình của chúng, của người mà nặng dí không sợ gì, nó phá phái. Và như tôi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn và bùa để mà trừ cái ma quỷ phá phá mình, có thể mình đi đâu thì không sợ. Bùa này có thể trừ được ma quỷ. Bùa này là ma quỷ thấy thì sẽ sợ hãi, không dám đến gần mình và hộ cho bản thân mình yên tâm hơn khi đi ra đường, ra những chỗ nơi nguy hiểm và có nghe tin đồn ở chỗ đó là có ma quỷ. Thì cái lá bùa này bạn nào hoặc là mọi người nào thì có thể làm một lá bùa này để cho mình hộ thân cho mình tốt hơn. Lá bùa này thay cho những người yếu dí để không thể ma quỷ nhập vào nhà thân mình, và ma quỷ thấy cái lá bùa này phải sợ và bỏ đi, không đến hại bản thân cho mình khi mình đi ra đường hoặc là đi những tới chỗ nơi vắng vẻ, tới những nơi bóng tối và chỗ đó nguy hiểm.
các bạn đang xem đăng ký nhấn nút nhấn chuông đó để theo dõi kênh của tôi để cho các bạn biết về bùa phép hoặc là tổng hợp tất cả mọi việc. Các bạn và mọi người nhấn chuông bên dưới để đăng ký để theo dõi tôi. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn mà những người mà yếu vía làm cho một lá bùa cho mình để hộ thân. Người nặng vía cũng được, người nặng vía người nào cũng vẫn cần hết, chứ không phải là nặng vía hay là yếu vía gì cả, người nào vẫn cần. Vì lá bùa này ma quỷ đều phải sợ hãi, không thể xâm nhập vào thân mình, không thể nào xâm hại gia đình mình cả. Và mọi người xem, cùng xem và cùng làm.